Today is the last day of winter 2017. It's so beautiful, so warm, nice. Let's go. Hôm nay là ngày cuối của mùa đông 2017 rồi. Ngày mai là mùa xuân. Rất là đẹp ha. Ok, các bạn đã suy nghĩ thế nào trong thời gian qua mùa đông Úc Châu? Vui nha. Các bạn thân mến, chúc các bạn một ngày cuối đông ấm áp, vui vẻ, đầy sức sống để chào đón một mùa xuân đến nha. Cheers. Mùa xuân đến rồi. Mình sẽ đưa các bạn một vòng xem cái shopping mới ở đây. Rất là nhiều màu sắc, rực rỡ, đẹp đẽ. Tại sao người ta lại nói là đẹp đẽ vậy? Rất là đẹp. Shop tô màu, rất là nhiều màu. Rất là đẹp ha. Và mùa xuân bông hoa nở rất là đẹp. Rất là đẹp, cây cối rất là đẹp nha. Bông hoa. Blossom. Very nice. Look at all the blossom. Very nice. Cây cối rất là đẹp, tươi bông hoa. Bên ngoài gió là lạnh lạnh. Mình có cảm giác là nó buốt buốt cái cái da mặt ha. Hãy enjoy một ngày cuối đông. Đây, bông hoa đã nở tươi đẹp tưng bừng rồi nè. Very nice. Very nice. Và như các bạn thấy là ngày cuối đông và để chào đón một ngày xuân mới, bông hoa nở đỏ tươi đẹp, thật là đẹp luôn. Rất là đẹp. Chim hót líu lo. Very nice ha. Very nice. Và cây hoa sứ nhà nàng của mình cũng đã chuẩn bị một cái lá rồi nè. Rất là good ha. Vậy là đã thành công rồi. Nó đã sống rồi. Rất là đẹp nha. Beautiful ha. Mùa xuân Úc Châu rất là đẹp. Bông hoa nở tươi luôn. Đây là cây bát tiên. Rất là đẹp ha. Và những cây cactus nữa. Beautiful. Very nice ha. Đẹp lắm. Những cây kiển, cây gì cũng chuẩn bị đón xuân hết rồi. Thấy các bạn thấy không? Rất là đẹp ha. Và mình đang chờ cây lục bình trôi. Lục bình trôi. Mùa đông lạnh lẽo teo hết rồi. Nhưng mà không sao, vài hôm nữa sẽ thời tiết ấm lại, nó sẽ rất là đẹp. Đây, lục bình trôi, bên này thì nó vẫn còn tươi đây. Đó, chuẩn bị sống lại hết rồi nè. Vài hôm nữa là có bông hoa lục bình, rất là đẹp nha. Hãy chờ đợi nha. Cây bắc tiên thì lúc nào cũng tươi hết á, lúc nào cũng đẹp, rực rỡ. Rực rỡ, rực rỡ ha. Cây thăng long nhà ta cũng đang chuẩn bị nở tươi tưng bừng luôn. Rất là nice. Garden beautiful. Bây giờ mình sẽ đi thăm những trái tắc, những trái tắc của mình. Vẫn còn ngon lắm. Thôi mời quý vị một trái tắc ăn nha, cho nó mát mẻ ha. Very nice.
Very nice. Đẹp ha. Bông này khi nở thì nó màu vàng, vàng đẹp lắm. Nhưng mà khi mà bông sắp tàn rồi á thì nó biến thành như vậy. Và đây là cây bơ. Wow, cây bơ rất là cao rồi nha. Cao hơn mình nhiều lắm á. Cây dragon fruit nè, thăng long của mình nè, rất là cao. Good, good, good. Very good nè. Cây bông hồng đã chuẩn bị đâm chồi, nở bông tiếp nữa rồi. Very good. Very good nha. Do good. Cái bông này đẹp nè. Đây là một ngày cuối đông ở Úc Châu. Chim hót líu lo để đón chào một mùa xuân. Đẹp, đẹp. Very nice. Còn đây là cây bông của neighbor. Đã chuẩn bị đơm hoa. Đẹp lắm rồi, bông hoa nó nở rồi nè. Very nice nè. Mùa đông nữa là chỉ còn cái nhánh nè. Nhưng mà khi mùa xuân á là bắt đầu nó nở bông màu trắng, dài hơn nữa là nó trắng cả cái cây luôn. Rất là đẹp. Và đây là một loại lan đặc biệt. Ha, hay lắm á. Cái này là khi mình đi quay phim ở chùa, thầy tặng cho mình. Và hôm nay nó đã rất là nhiều. Nó mọc rất là nhiều. Rất là lạ nha. Giống như cái rễ vậy đó. Hay, thiệt là hay. Hay quá. Đặc biệt. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị ươm thêm nhiều cây trái tắc nữa. Mình hy vọng nó sẽ sống. Sẽ sống nha. Cố gắng sống nha. Nhất điểm hồng. Hoa này là nhất điểm hồng. Rất là hay. Nó chỉ mọc từ cái gốc ở trong tường thôi á. Chặt đi rồi nó cũng sống. Chặt đi rồi nó cũng sống. Ráng mà sống. Chỉ trong một cái nhánh ở trong cái góc tường thôi nè. Quý vị thấy không? Rất là hay nha. Mà nó vẫn sống. Nó không có kiếm đất nhiều. Chỉ có nhiêu đó thôi. Mà nó sống nổi. Và nó trở thành một cái cây rất là to. Dễ thương lắm. Hay lắm. Về hôm bông nó nở đỏ rực rỡ luôn á. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Đây là một cái cây kiển, kiểu không biết cái nó gọi là gì đây. Rất là đẹp. Nhưng mà tội là nó gán mà chen nhau mà sống. Từ một trong cái hàng rào một cái góc như vậy thôi á. Mà gán mà sống, mà chui ra mà sống. Nó sống sống lên tới cao như vậy rồi. Nhưng mà có điều là nó làm mớp đi cái hàng rào của hàng xóm. Không lẽ gì như vậy mà mình phải chặt nó. Tội nghiệp quá. Làm sao tôi có thể chặt một cái cây như vậy chứ. Mớp một chút xíu mà, đâu có sao đâu. Phải không? Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp ha. Mình cũng không muốn chặt cái cây đâu. Và mình cũng không có trồng nó. Nó tự mình nó muốn sống thôi. Mà bây giờ nó đã rất là cao như thế này mà nó làm mất cái hàng rào. Mất cái hàng rào thì tôi khổ thôi. Biết sao bây giờ. Cái cây ngon lành nè, đâu có trồng nữa đâu. Nó từ trong một cái gốc nhỏ như vậy à. Nó chen lên mà nó sống. Muốn nó chết nó đâu có chết được, nó phải sống. Tiền của mình đẹp lắm. Đây là một chậu cây tắc mình mới ươm. Mình nghĩ là nó sẽ sống. Donald. Mình thấy nó có sự sống rồi đó, cái cây này nó sống rồi. Ươm nó mà giờ nó cũng út út rồi. Tiền là dễ sống nhất. Chỉ cần cắm cái nhánh vào chậu thôi là nó sống.
rồi nó sẽ nở hoa đỏ rực rỡ cho các bạn enjoy. Không cần chăm sóc nhiều. À, rất là good nha. Là những chậu quan âm. À, cây quan âm như người Chinese gọi là cuốn dâm xì. Trồng trong nước cũng được mà trồng trong đất cũng được. Rất là good nha. À, chưa có thời giờ. Take care đó. Vài hôm nữa mình có thời giờ mình sẽ tỉa đi những cái lá này cho nó đẹp. Như các bạn thấy nè, đây là cái cây này cũng hay lắm, đâu có trồng nó đâu, nó chen từ trong cái tường nè, nó mọc lên mà sống, chặt đứt rồi, chặt bỏ rồi mà nó vẫn sống. Kỳ này mình sẽ bảo vệ nó, không cho ai chọc chặt đứt nó nữa. Hãy sống đi cưng. Nếu bạn muốn sống thì hãy cố gắng mà sống nha. Dù người ta muốn bạn chết cũng không chết nổi đâu. Sẽ sống thôi. Tuy cuộc sống nó khó khăn một chút, nhưng bạn sẽ sống. À, như cái cây này, thấy không? Vẫn xanh tươi. Từ cái gốc rễ, đâu có chiếm chỗ bao nhiêu đâu. Thầy từ góc tường à, thế mà sống nổi đấy. Luna, những cây happy tree này cũng có một lịch sử rất là tốt, rất là hay. À, vào một năm nào đó quên rồi, bông hoa nở rực rỡ cả cái vườn của mình luôn á. Rất là may mắn khi có cái bông của happy tree mọc cả một cái vườn luôn. Ban đêm nó thơm phưng phức lên vậy đó. Working very hard ha. Bây giờ mình phải take care nó. Anh đố nặng này ha. Là vui nhất á, sống một mình thôi à. Cả một cái nhà khi không có ai ở nhà là đố nặng á, là sướng nhất, sang nhất, giàu nhất. Một mình sống một cái nhà bự thiệt là bự luôn. Ai làm gì mà kệ. Còn ta cứ vui chơi ăn uống, chơi sống một ngày vậy. Cả một cái nhà bự thiệt là bự luôn. Chỉ có một mình anh ta ở thôi. Sướng ghê. Happy donut. Donut, donut, donut. What you doing? Hả? Hả? What you doing? Shh. Sit. Sit. Come on, sit down. Sit. Nè, sit. Nè, không nghe lời vậy. Mai bông hoa mà, bông mai này là lúc nào vẫn cũng đẹp hết. Mãi mãi tươi đẹp, không có ai mà thua thắng được cái loại mai này hết. Lúc nào cũng đẹp. Bông mai này, bông đào này, lúc nào cũng đẹp. Bốn mùa vẫn tươi nở, không có bị allergy gì hết á. Lúc nào cũng đẹp, thiệt là đẹp. Đây là hoa hướng dương, hoa mai. À, bởi vậy hoa thiệt, hoa giả khác nhau cái gì? À, hoa này không bao giờ allergy hết á. Rất là vui hả? Ok, mời quý vị uống cà phê nha. Mình sẽ bắt đầu pha cà phê đây. Ai muốn cà phê bao nhiêu? À, mình thì cỡ một muỗng là cũng đủ rồi, không có uống nhiều lắm. À, cà phê mình pha thì rất là đơn giản. Ok, mời các bạn uống cà phê ha. À, hôm nay là ngày cuối của mùa đông Úc Châu. À, khí hậu rất là tốt, không có lạnh lắm. Ấm. À, và chúng ta sẽ bắt đầu uống cà phê ha. Enjoy, chào đón một mùa xuân ha. Have a nice day to everyone and thanks for watching and being my movie star. Yes. Mm-hmm.
và những hàng cây đã trải qua một mùa đông lạnh lẽo, bây giờ lại tưng bừng tươi mát đón chào một mùa xuân. Đúng là xuân hạ thu đông, người ơi. Chúc quý vị một ngày mới thật là an vui nha. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu đi rực xe lửa rồi. See you. Xe lửa của chúng ta đã đến rồi.